Loan ơi, anh biết em đã vì anh mà cắn răng chịu đựng. Một sự chịu đựng phũ phàng của nền lễ giáo và phong. Anh rất đau lòng nhưng chẳng biết sao đây. Thôi em cứ yên tâm, từ nay anh có cách mà liệu phân. Liệu sao đây, anh liệu cách nào? Khi thời hạn đã tới rồi, phần mẹ thì không thể chờ. Thôi mình chắc phải cách ly. Khang ơi, em cảm thấy đời mình sao quá nhiều bất hạnh lận đận kiếp con người. Giang sầu khổ cứ đeo mang. Loan ơi, mình chớ nên lo ngại, sự thế đôi ngày rồi sẽ đổi thay. Hai chúng ta sẽ sống bền câu căn lệ, mẹ sẽ đẹp lòng vui với con dâu.